Xin chào tất cả các em có 9 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay, cô chào chúng ta ôn bài kiểm tra giữa học kỳ. Chúng ta tập trung vào 3 bài, bài 1, bài 2, bài 3. Nào, bài 1, từ máy tính đến mạng máy tính. Vậy câu hỏi đặt ra là mạng máy tính là gì? Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau cho phép dùng chung các tài nguyên dữ liệu, phần mềm, các thiết bị phần cứng. Các kiểu kết nối mạng máy tính có 3 kiểu, đó là kết nối hình sao, kết nối hình trục và kết nối vòng. Mô hình phổ biến hiện nay là mô hình khách chủ. Lợi ích của mạng máy tính là gì? Đó là trao đổi thông tin. Khi trao đổi thì ta sẽ dùng chung được dữ liệu, dùng chung các thiết bị phần cứng, dùng chung các phần mềm. Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet. Vậy Internet là gì? Internet là hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. Web, viết tắt của chữ World Wide Web. Một vài ứng dụng trên Internet, chúng ta có hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng, thương mại điện tử. Về hội thảo trực tuyến và đào tạo qua mạng, chúng ta đã từng học vào thời Covid, như là học online. Còn thương mại điện tử, ứng dụng rất là nhiều như quảng cáo, thanh toán, chuyển khoản. Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet. Truy cập trang web, chúng ta nhớ có 2 bước. Bước 1, nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ. Bước 2, nhấn Enter. Về sử dụng công cụ tìm kiếm, chúng ta có 3 bước. Bước 1, truy cập máy tìm kiếm. Bước 2, gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa. Và bước 3, nhấn Enter hay nhấn nút tìm kiếm. Chúc các em học tốt.